chúng ta không đi vào phần mục tiêu. Mục tiêu thì các chị đều biết là chúng ta phải nắm được thể hình, chẩn đoán và điều trị. Chúng ta định nghĩa thế nào là loét dạ dày tá tràng. Chúng ta nhìn cái ổ loét này khi nào, chúng ta sẽ thấy rằng là ổ loét, đây là ổ loét đúng không ạ? Khi mà như vậy, thế nào là ổ loét dạ dày tá tràng? Tức là khi mà cái bề mặt niêm mạc dạ dày nó không còn tính liên tục nữa, là mất tính liên tục của gì? Của lớp niêm mạc. Và cái sự mất tính liên tục đó phải trên 5mm. Nhưng khi nào nó là, kênh chỉ nói là cô làm thế nào mà biết được đó là 5mm hay là 1cm. Thực ra 5mm đấy là quy định của gì? Của các nhà bệnh học tiêu hóa. Còn chúng tôi mà trên lâm sàng tôi muốn biết là thế nào 5mm thì nó rất là dễ. Khi cái kim sinh thiết của dạ dày mà mở tối đa là gì? Là 0,6cm. Như vậy cái ổ tổn thương mà nó bằng đúng cái kim sinh thiết là gì? Thì thông thường đấy là khoảng 5-6mm. Thứ hai là đấy là cái điều đầu tiên là mất tính liên tục của lớp niêm mạc khoảng 5mm. Cái thứ hai là chiều sâu của tổn thương nó phải ăn qua lớp cơ niêm. Ăn qua lớp cơ niêm thì thực sự là không có cách nào, đấy là hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của người nội soi để biết là tổn thương ăn qua lớp cơ niêm. Bởi vì này, khi mà tổn thương nó chỉ đi vào lớp niêm mạc, tức là nó chỉ đi vào cái lớp này, thì chúng ta chỉ gọi là chợt. Nhưng mà khi đã bắt đầu ăn vào lớp thì dưới niêm mạc thì chúng ta bắt đầu là loét. Anh chị không ạ? Cái ổ loét này có thể xuất hiện ở gì? Ở dạ dày. Đây toàn bộ đây là dạ dày và có thể ở gì? Ở hành tá tràng. Và đây là một cái bệnh mạng tính. Về lịch sử phát hiện bệnh, các chị nhớ là những năm đầu khoảng những năm đầu thế kỷ 20 thì người ta cho rằng loét dạ dày tràng có liên quan nhiều đến stress và chế độ ăn. Tức là các chị thấy đến bây giờ bệnh nhân loét dạ dày tràng bao giờ cũng hỏi là khi mà bác sĩ chẩn đoán loét dạ dày tràng cho đơn thuốc xong thì vẫn hỏi là bác sĩ em có phải ăn kiêng gì không, ăn kiêng chua cay và chất kích thích hay không. Thực ra về chế độ ăn không có giá trị gì trong bệnh lý loét dạ dày tràng cả, bởi vì chúng ta biết trong cái phần sau tôi nói là nguyên gây bệnh chính của loét dạ dày tràng là gì, là do vi khuẩn HP và gì, và dùng thuốc chống viêm nông steroid. Như vậy cái yếu tố về chế độ ăn nó không có gì. Một yếu tố trước đây là do stress, tức là theo cái học thuyết phản xạ có điều kiện. Thế vậy những năm đầu của thế kỷ 20 người ta cho rằng là hai yếu tố chính để gây bệnh chính là stress và chế độ ăn. Và lúc đấy chúng ta điều trị bệnh loét dạ dày tá tràng là cắt, chứ còn chẳng làm nào được. Vì sao? Là cứ bệnh nhân có ổ loét điều trị mãi thuốc muối. Tôi vẫn nhớ là dân gian có hay dùng cái gói thuốc bột chính là natri bicarbonate, mà đến bây giờ mà những người trong gia đình tôi, mà tức là thế hệ bố mẹ tôi thì vẫn hay quen dùng cái thuốc muối. Mà đến bây giờ tôi nói dùng thì thuốc kiến cụ nhất định không nghe, thích dùng thuốc muối thôi. Tức là cứ đau một cái là chạy mù ra ngoài mua thuốc muối, lúc đấy chúng ta là dùng thuốc muối. Thế sau đó, thế nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà cắt phẫu thuật dạ dày là cắt 2/3 dạ dày để loại trừ cái ổ loét. Thế mà có vấn đề đặt ra này, khi mà cắt dạ dày ở một cái người trên 40 tuổi như tôi hoặc một người trên người 60 tuổi thì thực ra cái thời gian còn lại nó cũng không phải là nhiều lắm, cùng lắm được khoảng 2-3 năm nữa. Thế nhưng mà với cắt dạ dày với một lứa tuổi như 20 tuổi nhà các anh chị là một vấn đề rất lớn, vì cái từ 20-40 tuổi là các anh chị tốn kiến được nhiều nhất và làm việc nặng nhọc nhất. Thì lúc đấy các anh chị chỉ còn 1/3 dạ dày còn lại thì sẽ liên quan đến nhất. Các anh chị nghe thì cắt thì dễ thôi. Thế nhưng mà sau đó thì ăn thứ nhất là không có ăn nhiều, vì sao nó dạ dày chỉ còn 1/3 trôi tuột xuống dạ dày. Thế là ăn và không cái là ăn xong là đi ngoài cái toilet hết luôn. Là chúng ta cũng vậy. Thứ hai là gì? Chắc chắn là chúng ta sẽ thiếu chất dinh dưỡng đúng không ạ? Bởi vì cái phần cắt, phần hăng vị, những cái phần hấp thu, những cái vitamin chúng ta sẽ mất hết. Đấy là điều là ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Nhưng hồi đến thời đến năm đầu thế kỷ 20 chúng ta không còn cách nào lựa chọn, bởi vì trẻ nhất lại cứ đau bụng đi đau bụng lại mãi thì chỉ có mới cắt thôi. Nhưng mà khi cắt xong là còn sai quái là bởi vì này nó lại còn loét ngay trên cái miệng nối, trẻ nhất cứ cắt mãi. Thế như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là trước đó bệnh lý loét dạ dày tràng thì là một cái bệnh lành tính, nó chẳng có vấn đề gì lắm. Thế nhưng mà chúng ta mới thấy rằng là đến phần sau chúng ta thấy rằng là đến năm 1982 thì Warren và Marsham phát hiện ra vi khuẩn Helicobacter pylori và chứng minh cái vai trò của vi khuẩn Helicobacter trong bệnh lý loét dạ dày tá tràng, thì nó tạo thành một bước ngoặt rất lớn ở trong bệnh học đường tiêu hóa. Tôi nói trong bệnh học đường tiêu hóa thôi, tại vì chúng ta biết là tiêu hóa nó có hai phần, là
ống bệnh lý ống tiêu hóa và bệnh lý gan mật thì trong bệnh học đường tiêu hóa thấy rằng là trước đó hai ông này không phải là hai ông lần đầu tiên nhìn thấy con vi khuẩn đâu, mà thực sự những năm khoảng từ năm 1950-1960 các nhà vi sinh người ta thấy rằng là gì, đã có một cái loại sóng khuẩn ở trong dạ dày, nhưng các cổ đấy các nhà khoa học không biết là cái vai trò của con vi khuẩn ở trong dạ dày là cái gì, và vẫn nghĩ rằng nó là cái kiểu con vi khuẩn đấy không tồn tại nhưng không hiểu vai trò của nó. Và các nhà khoa học cũng thắc mắc là tại vì vốn trong môi trường acid nhất là gì, là môi trường vô khuẩn, nên là tự nhiên là con sóng khuẩn này thì không biết là vai trò là gì, mình đặt tên nó là Campylobacter. Như vậy hai ông này là có công là gì, phát hiện được cái vai trò của cái vi khuẩn này trong bệnh lý đại tràng, và hai người này hai nhà vi sinh để lại. Trước đây thì khi sau tôi sang học ở cái bệnh viện Royal Marsden ở Australia thì tôi cũng rất là tò mò để muốn đến cái phòng làm việc của hai ông này, có hai ông này còn một cái phòng làm việc của bệnh viện Royal Marsden để xem là hai cái. Thực sự thì tôi vẫn đánh giá đây là những con người rất là vĩ đại, họ phát hiện ra con vi khuẩn để thay đổi bước ngoặt rất lớn trong bệnh học đường tiêu hóa. Và hai ông này được giải Nobel năm 2005. Như vậy đấy chính là một người người ta phát hiện ra vi khuẩn từ năm 82 phải đến bao nhiêu năm sau, rất lâu, ít nhất phải gần một chục năm sau mới được công nhận để công nhận được cái cố gắng của người ta. Nhưng tôi nghĩ là cái tất nhiên bởi vì chúng ta mà làm ngành y nhiều lúc chúng ta đánh giá vai trò của cái ngành mình có thể là cao, nhưng mà bản thân tôi thấy cái phát minh này nó giúp ích cho người bệnh rất lớn, bởi vì tại sao tránh được cái phẫu thuật cho bệnh nhân. Chúng ta thấy bây giờ các chị đi lâm sàng thấy hầu hết bệnh nhân rất là dày gần như là không phải phẫu thuật, đúng không ạ, trừ khi là gì, thủng và gì, hẹp môn vị, đúng không ạ. Có hai cái biến chứng để gây lên mổ là gì, thủng hoặc là hẹp môn vị. Tuy nhiên thủng bây giờ ít lắm, tôi thấy rất ít gặp, nên có lẽ phải cả năm chứ chắc tôi đã gặp được. Có thể tôi không làm ở cơ sở nội khoa, nhưng mà nếu mà ở nội khoa thì hầu như rất gặp bệnh nhân để thủng ống tiêu hóa. Hẹp môn vị bây giờ cũng ít, hẹp môn vị cả một năm khi tôi gặp nó khoảng dưới 5 ca bệnh nhân hẹp môn vị. Như vậy là nó đóng góp một phần rất lớn, và lúc đấy với cái vai trò của những KPI và ăn thiết ai ra đời thì làm sao, thì gần như ta thấy rằng là giải quyết rất lớn, mặc dù bệnh nhân có thể tái phát đi lại nhưng mà tránh những phẫu thuật cũng là một vấn đề rất lớn rồi. Tuy nhiên phải đến năm 1994 thì các mối liên quan chặt chẽ giữa vi khuẩn HP và bệnh lý đại tràng mới được công nhận, và sau đó người ta mới sử dụng kháng sinh để điều trị vi khuẩn HP. Tuy nhiên cái tôi phải nhắc lại với anh chị rằng khi mà dùng kháng sinh để điều trị vi khuẩn dưới HP là gì, không có tác dụng là để làm cho ổ loét nhanh hơn, mà có tác dụng ngăn ngừa ổ loét tái phát. Chúng ta biết rằng nếu mà trước đây chúng ta dùng ăn tiết hai hoặc PPI đơn thuần không thôi, dùng một thời gian sau đó là gì, nó lại tái phát ổ loét, thì từ cái vi diệt vi khuẩn HP có tác dụng là gì, không làm cho ổ loét tái phát, chứ không phải dùng hạn chế kháng sinh dưới HP là làm cho ổ loét lại nhanh hơn nhé. Đến năm 95 thì các phương pháp điều trị loét dạ dày đại tràng nó sẽ chia là 75% thì bệnh nhân dùng thuốc chống vi khuẩn acid, 5% dùng kháng sinh. Năm 96 thì FDA là một cái tổ chức về dược học của Hoa Kỳ, người ta mới chứng nhận cho phép, tức là cho phép dùng kháng sinh để điều trị vi khuẩn HP. Và đến năm 97 CDC mới công nhận vai trò của HP và loét dạ dày đại tràng. Như vậy các chị thấy là nếu mà từ năm 82 của anh bác sang phát hiện ra cho đến năm gần sang 15 năm sau thì chúng ta mới làm được cái đưa vào công nhận trong thực tế lâm sàng. Những cái điều mà tôi dạy với các anh chị hôm nay là đã được gì, rất nhiều các nghiên cứu để người ta chứng minh được điều đó. Đó là một cái điều rất là khó với các anh chị ấy này, bởi vì tôi biết là các anh chị là sinh viên đi ba, các anh chị rất là thiếu sách để tham khảo. Thật ra các sách mà đến tay các anh chị đến bây giờ thì nó ít kia, mà nó đã xuất bản ra thì nó đã không cập nhật ít nhất là một năm rồi. Bởi vì tại sao, từ lúc viết cho đến lúc xuất bản y học nó thay đổi rất là nhiều. Thế các anh chị đọc trên mạng thì sẽ có rất nhiều tài liệu để chúng ta sẽ update nhiều hơn rất là nhiều. Tuy nhiên tôi cũng khuyên với các anh chị là các anh chị tham khảo thì là điều rất tốt, nó là một cái hướng để cho mình đi nghiên cứu sau này. Tuy nhiên khi mà đọc những cái tài liệu trên mạng nó có một cái điều hơi dở này, quá nhiều thông tin các anh chị không thể sàng lọc cái thông tin nào thực sự là có ích cho các anh chị. Ví dụ có thể tự nhiên có một người nào đó tự hứng chí lên post lên trên mạng là tôi phát hiện ra một con vi khuẩn này, thì các anh chị không thể sử dụng cái tài liệu đấy, nó không phải là tài liệu chính thống. Còn chúng tôi là gì, đã đi trước các anh chị để đọc có rất nhiều, và những cái điều mà chúng tôi giảng với các anh chị hôm nay là phải được công nhận ở trong sách giáo khoa để giảng cho các sinh viên nước, chứ không phải bất kỳ một tài liệu nào đưa lên trên mạng chúng
chúng tôi cũng được cho phép giảng đấy chị. Còn những cái điều mà chúng tôi có thể nói ngoài đề mà không đưa vào slide phải giảng thì đấy là chỉ nói ngoài đề chị biết thôi. Nhưng ta nếu mà chúng ta dựa vào quá nhiều tài liệu tham khảo thì các anh chị thấy là đó là một điều tốt, nhưng nó cũng là còn giao hai nữa. Chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ của người bệnh lét dạ dày tràng ở Hoa Kỳ theo thống kê thấy rằng là đấy là một cái sự giảm rất là kinh khủng. Thế thì năm 1979 được khoảng 1.400 người thì đến năm thì 2004 nó còn khoảng gì dưới 700, tức là gần là giảm đi một nửa số người bệnh mắc lét dạ dày tràng. Và nguyên nhân của lét dạ dày tràng nó sẽ gồm có ba nhóm lớn, là nguyên chính là do vi khuẩn Helicobacter pylori, nguyên nhân thứ hai là do dùng thuốc chống viêm nông sulit hoặc là stress. Còn các nguyên nhân khác các anh chị đọc trong sách giáo khoa cho tôi thôi, bởi vì thế này nguyên nhân khác này rất hiếm gặp và nó cũng không yêu cầu cho sinh viên được bốn các chị. Các chị nắm cho tôi được hai nguyên nhân lớn để gây nên bệnh lý đại tràng chính là gì? Dùng thuốc chống viêm nông sulit và gì? Và dùng thuốc chống Helicobacter pylori. Chúng ta thấy đây là khi mà có cái sự cân bằng giữa các yếu tố tấn công là HP này, axit dạ dày, pectin và dùng thuốc chống viêm đồng thời với có sự cân bằng với các bảo vệ, tức là bicarbonate là một cái chất kiềm, chất nhầy bảo vệ và cái lượng máu nuôi dưỡng mạch máu niêm mạc bình thường. Khi hai hệ thống này cân bằng giữa yếu tố tấn công và yếu tố bảo vệ thì sẽ không thành bệnh lết. Tuy nhiên khi do tăng yếu tố tấn công hoặc là vi khuẩn HP bài tiết hoặc là gì dùng thuốc chống virus làm tăng yếu tố tấn công, như vậy sẽ gây hiện tượng tạo thành bệnh lết. Và chúng ta thấy rằng là khi nhiễm sán khuẩn Helicobacter, đó là một cái sán khuẩn gram âm và lây chuyển qua đường phân biệt, nó sẽ gây các triệu chứng gì? Có thể loét dạ dày, loét hạch tá tràng hoặc ung thư dạ dày hoặc là lanh phô. Và khi dùng hoặc đấy là một cái nguyên nhân chính, khoảng 60% loét dạ dày và gần như 100% loét hạch tá tràng là do vi khuẩn HP. Tuy nhiên có một phần nhỏ nữa là do dùng thuốc chống viêm nông sulit. Khi dùng thuốc chống viêm nông sulit sẽ gây hiện tượng những cái chợt nhỏ và phá hủy lớp niêm mạc cuối cùng tạo thành vết loét. Hai yếu tố này gần như chiếm được hơn 70% các nguyên nhân gây loét dạ tràng, thì vẫn còn khoảng 30% cái loét dạ dày tràng là chưa biết rõ nguyên nhân, thì các anh chị chúng ta sẽ phải tiếp tục. Và đây là các yếu tố để tương tác với nhau để gây nên, chúng có ba yếu tố chính đây gì ạ? Một là stress, hai là dùng thuốc chống viêm nông sulit và ba là gì? Helicobacter pylori. Và cái vi khuẩn HP này, vi khuẩn HP này nó sẽ nằm ở trên bề mặt niêm mạc dạ dày. Đặc biệt những cái chủng vi khuẩn có độc lực cao, tức là chủng có phát hiện ra các A và các A, nó sẽ gây hiện tượng phá hủy niêm mạc dạ dày và sẽ gây hình thành vết loét. Đấy là phần bệnh sinh của lét dạ dày tràng. Chúng ta đây xem phần thứ hai là phần triệu chứng lâm sàng. Triệu chứng lâm sàng là cái này các anh chị tôi không phải giảng nhiều về, tại sao về triệu chứng lâm sàng của lét dạ dày tràng nó không thay đổi gì từ thời tôi học cho đến bây giờ các anh chị học. Tức là triệu chứng nổi bật của nó chỉ có mỗi gì đau thượng vị thôi, không có triệu chứng gì thêm cả. Ngoài ra bệnh nhân có thể nôn hoặc buồn nôn hoặc khó tiêu đầy bụng, nó không đặc hiệu gì hết. Tuy nhiên một cái triệu chứng đặc biệt chúng ta chú ý là đau vùng thượng vị do bệnh lý đại tràng, bao giờ đau liên quan đến ăn uống đúng không ạ? Đặc biệt nó lại đại tràng đau khi đói và đau khi ăn về đêm. Như vậy một bệnh nhân mà đau thượng vị mà các chị hỏi là bệnh nhân người đau về lúc buổi đêm hoặc đau khi đói hoặc người ta hay phải ăn đồ vặt, ăn bánh quy thông thường đấy là lét đại tràng. Còn lét dạ dày thì thông thường nó chẳng liên quan đến uống hoặc là có khi đau sau khi ăn đấy, đau tăng lên. Đấy là những thể điển hình. Tuy nhiên có 10% các trường hợp là chẳng có triệu chứng gì, nó vào viện với xuất huyết tiêu hóa luôn, chẳng có triệu chứng gì cả. Trong bệnh học dạ dày đại tràng chúng ta phải luôn luôn khai thác yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là gì? Bệnh nhân có dùng thuốc lá hoặc cà phê hay không, và bệnh nhân có dùng thuốc chống viêm nông sulit hay không. Các anh chị nhớ nhá, đừng có hỏi bệnh nhân là bác có dùng thuốc chống viêm nông sulit hay không, vì bệnh nhân người ta không hiểu thế nào thuốc chống viêm nông sulit không. Thông thường cái những người mà bệnh lết dạ dày tràng do dùng thuốc chống viêm nông sulit là thông thường những người già của trên 50 tuổi, bắt đầu đau đủ các loại cơ khớp ấy thì người ta mới bị. Chứ còn người trẻ như các anh chị thì chỉ dùng thuốc chống viêm khi nào chỉ bị cảm cúm nhức đầu thôi, chứ còn thông thường không phải tự nhiên đâu. Tuy nhiên cũng có một cái hay là gì, không phải bệnh nhân nào dùng thuốc chống viêm sẽ cũng bị loét dạ dày tràng đấy nhá. Đối với tôi đấy, ví dụ này, như tôi chẳng hạn là tôi dùng thuốc chống viêm sulit kể cả dùng khi đói, không bao giờ mình bị đau dạ dày gì cả. Thế nhưng mà trong người nhà tôi thì cậu em trai của tôi chỉ mà dùng thuốc chống viêm dùng một cái gì thuốc đau khớp cái là cậu phản ứng rất là dữ dội và hình thành vết loét luôn. Trong khi mình dùng không sao, tại sao tôi lại đau như vậy? Có một lần tôi tập chạy,
mình tập chạy thì chắc là mình vội vàng nên mình chạy khởi động sai, như thế là bị viêm gân. Viêm gân thì bắt đầu bắt buộc phải dùng Voltaren. Lúc đấy mình đau quá không thể đi lại được, lúc đấy đến giờ tôi giảm rồi không thể nào mà đi, là phải uống thuốc để không thể đi cái nách ra. Uống ngay lúc đói rất là đói, mà lúc đấy tôi bảo thôi kệ, bây giờ phải vội quá để uống để cho nó đau rồi mình đi giảm. Uống xong chả sao này, thế sao mình thử lần nữa, thế là buổi tối mình uống trước khi ăn để xem nó có làm sao, không làm sao. Thế nhưng mà riêng cậu em trai tôi mà chỉ uống một cái xong mà thôi, bắt đầu tưng bừng lên là rét tứ tung. Tức là nó vẫn có mang cái tính chất cảm ứng, mà chúng ta chưa tìm hiểu sâu về cái này, chứ không phải là đừng có hỏi các bác là có dùng thuốc không, phải hỏi khéo với bệnh nhân trung niên là bác có bị hỏi bác có dùng thuốc không, chắc chắn là không. Thế gần đây bác có bị đau khớp không, thể nào cũng bảo có thì có dùng thuốc gì không, lại có, chứ còn tự nhiên mà hỏi là ta nhớ ra đâu nhá. Thế còn những người thanh niên trẻ tuổi mà khi tự nhiên người ta đau bụng dữ dội, điều đầu tiên các phải hỏi chị là gần đây anh chị có bị cảm cúm không. Thế giống cái người mà những các anh chị không dùng thuốc chống viêm mà tự nhiên là bắt đầu cảm cúm sốt nhức đầu, rồi dùng TP hoặc để collagen ấy, đấy mới tưng bừng lên loét nhá. Về khám lâm sàng gần như không có triệu chứng gì cả. Bệnh nhân chỉ phát hiện được cái triệu chứng khi bệnh nhân lấy lại chẳng có biến chứng, tức là gì? Một là người ta thủng thì lấy lại triệu chứng gì? Một thủng tạng giống. Nếu là người ta bị xuất huyết tiêu hóa, hẹp môn vị thì người ta triệu chứng của xuất huyết tiêu hóa, sốc bạch nhanh huyết áp tụt hoặc là hẹp môn vị thôi, chứ còn khám lâm sàng xuất huyết dạ dày chẳng có gì cả. Nên tôi nghĩ là rất là khó như thế này. Bệnh nhân thì vào bảo bác sĩ là bác sĩ khám em thì một tí, vì hỏi là bác bị làm sao, thế mà đau dạ dày hỏi xong một hai ba câu thì cho bác đi soi. Đi soi thì khám bụng một tí, vì cái chị khám bệnh nhân lấy đại tràng thì có gì mà khám, đúng không ạ? Sờ bụng, còn trừ bệnh nhân mà đã hỏi mà đi lại bình thường thì có mạch nhanh huyết tụt đâu, đúng không ạ? Chúng ta không hỏi được cái đấy. Thế bảo là em mất đến gần 120.000 khám bác cho hỏi ba câu. Thế nên tôi thấy bệnh nhân Việt Nam rất buồn cười là chắc mắc cái này, các anh chị thấy đọc trên báo mạng nhé, rất nhiều trên bà này báo nói là bác sĩ em Việt Nam mà làm ăn tức là rất là tắc trách, xếp hàng mấy tiếng mới được vào, và bác sĩ hỏi được ba câu chưa sờ nắn một tí, thế là bắt đầu đi khám làm đủ xét nghiệm. Nhưng thực ra tất nhiên có những điều người ta phê phán chúng ta là đúng, nhưng có những điều thực sự người ta không hiểu vì tại sao. Bây giờ rõ ràng các anh chị được học là cái đại trạng người ta không khám được cái gì cả, đúng không ạ? Khám bụng nó chỉ loanh quanh, trừ khi nó phải kèm thêm các bệnh khác thì mình thường nó không thấy cái gì cả. Thế nên là trừ khi với một cái tốc độ khám khoảng 60-70 bệnh nhân một ngày thì các anh chị nhớ được bệnh nhân từ bệnh nhân trước mà người ta quay lại với nhau đó là rất là khó rồi. Thế nên là những lúc khi mà tôi đọc cái bài báo này thì mình thấy rất là buồn cười. Thế xong mình đầu tiên thì mình còn hiền hòa, rồi sau khoảng đến khám hơn 70 bệnh nhân thì tụi mình quá rồi. Thế xong lúc sau bác khám em sao mà chỉ khám hỏi mấy câu ấy là xong. Mình bảo thế bác có biết là tôi phải học bao nhiêu năm mà tôi mới khám được bác không? Anh chị nhớ nhá, nếu ví dụ như chúng tôi bắt đầu ở lại những cán bộ bộ môn là bắt buộc phải học gần 10 năm mới ra được, ra trường làm như cái bây giờ. Ví dụ tôi học 6 năm chứ 3 năm của chú 1 năm liên tục bên Pháp bắt đầu mới quay về làm bộ môn. Như vậy tôi đùa thôi, bảo thế bác có biết là tôi học bao nhiêu năm mà tôi hỏi bác được 3 câu không? Anh chị không nên không? Thế nên là nhiều lúc chúng ta thấy mọi chuyện rất là văn đi. Bây giờ người ta cứ bắt mình khám 30 phút một bệnh nhân, thì tôi hỏi khám 30 phút bệnh nhân đó rồi người ta khám cái gì mà ta được 30 phút ạ? Đúng không nào? Thế mà tôi khi mà thời gian tôi học ở bên nước ngoài nhé, một bệnh nhân loét dạ dày tràng, cái ông xách vít mà tôi đi cùng với ông ấy, ông không thèm sờ bụng cơ, chỉ hỏi được 2-3 câu. Tại vì hầu hết ở nước ngoài triệu chứng là tràng ngực là chính, chứ một loét dạ dày tràng đâu. Hỏi 2-3 câu cho bệnh nhân đi soi, mà soi cũng phải sáng soi luôn nhá, người ta phải hẹn đến ngày hôm sau mới đi soi. Rồi bệnh nhân nước ngoài họ rất nhấn lại, và thế bắt lên bác hẹn đi soi nhá, nên là người ta phải chạy từ cái chỗ phòng khám tôi mà đang học đến lên chỗ mất cái tầng khoa tiêu hóa là phải đến tầng 13. Người ta xong rồi được y tá người ta xếp hẹn đến ngày hôm sau, người ta vẫn rất vui vẻ. Bệnh nhân Việt Nam khám cái mà sáng không được soi là bắt đầu tưng bừng lên, ở Mỹ ở lên không hiểu sao. Thực ra cái đấy cũng là một cái văn hóa để chúng ta biết là xếp hàng. Và nói xếp hàng ở Việt Nam buồn cười lắm nhé. Anh chị nhớ là tôi đã đi ra sân bay, khi người nào mà chen lấn hầu hết là người Việt Nam. Thế là bao giờ chúng ta nhớ là kể cả những cái sân bay lớn ấy, đã vào đến kể cả đi toilet nhá, mà đi xếp hàng cũng phải xếp hàng một ngón mây chứ không phải đi về đây phải bỏ ra. Thì mình đầu tiên mình cũng rất hay xuyên nước ngoài, cũng hay tắt ma tắt mắt, thấy nên xếp hàng mình bị chen lên trước, bị người ta bắn mấy lần rồi xong rất là nghiêm chỉnh xếp hàng. Cứ như thế một cái bàn nào mà chen lên chắc chắn là người Việt Nam cũng rồi xếp hàng. Thế là chúng ta vẫn chưa có cái văn hóa, nếu có chuyện anh chị tỉnh một tí là chúng ta không có cái văn hóa để đấy. Thế là ngay cả có những cái văn hóa mà chúng ta phê bình trong ngành y cũng phải là biết rằng là có những cái điều
người ta cũng thấy chúng ta là đúng ví dụ, nhưng mà chúng ta không tin lượng bệnh nhân, không tin lượng của bệnh nhân. Ví dụ này, bệnh nhân này có nguy cơ là gì? Tử vong. Chúng ta cũng biết là có nguy cơ tử vong mà chúng ta không báo được cho bệnh nhân, không báo cho người nhà thì đấy là lỗi của chúng ta. Tuy nhiên có những khoản này báo họ đó là cái quá mức, là ví dụ là tại sao bác sĩ tôi mất từng đấy tiền mà để khám, thì tôi thấy ví dụ như là một bệnh nhân sơ gan, tôi nói ví dụ bệnh nhân có thể tỉnh cái sáng thì chỉ vào khám chiều chân luôn, mà nếu lúc đấy người ta kiện chúng ta là người ta cố đi cho. Còn tự nhiên bảo bác sĩ làm sao bác phải khám tôi nửa tiếng, thì tôi là bảo với anh chị mà bác sĩ mà khám một tiếng, bác sĩ phải làm từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ tối không xong một việc. Thì chúng ta đi khám, chúng ta đi phần trong phần triệu chứng, khi mà tuy nhiên bệnh dạ dày đã tràn, các dạ dày tràn là cái bệnh tương đối đơn giản, nhưng mà các triệu chứng nào mà cần phải chú ý là các chị phải chú ý ngay thế này. Tại sao những cái người ta bảo thầy già còn hát trẻ, tức là những người bác sĩ đông năm, người ta chỉ đi qua nhìn một cái người ta sẽ biết ngay bệnh nhân này có nguy cơ gì. Các chị phải nắm được các triệu chứng nào có nguy cơ để biết là bệnh nhân này sẽ có nguy cơ nặng, cần phải nhập viện hoặc gì có nguy cơ tử vong. Với bệnh nhân đã trải những triệu chứng nào mà chúng ta cần phải chú ý, không thể hỏi qua loa một cách sơ sài khám ấn bụng 5 phút được, mà là gì? Thứ nhất, bệnh nhân đã thiếu máu, bắt buộc là các anh chị là đấy là một triệu chứng báo động. Thứ nhất, tiêu hóa, người ta nôn ra máu thì ngoài phân đen, cái điều đầu tiên là thăm khám và huyết động bệnh nhân, đúng không? Là gì? Là chúng ta phải biết được là gì? Là bệnh nhân có mạch huyết áp bao nhiêu, chút đấy chúng ta lại không thể sờ tìm được, đúng không? Thế còn bệnh nhân tự nhiên sút cân hoặc là đau dữ dội vùng thượng vị, thì lúc đó lại không có quyết định khám 5 phút vì sao đó bệnh nhân đau dữ dội thượng vị, chỉ có hai khả năng xảy ra, một là gì? Thủng tạng rỗng. Và đây là các triệu chứng cơ năng của lết đại tràng. Như vậy các xét nghiệm cận lâm sàng của lết đại tràng chúng ta sẽ có những cái gì? X quang dạ dày hình tá tràng chúng ta và xét nghiệm nội soi và các xét nghiệm khác. Tại vì các chị đọc cuốn sách thì nó liệt kê dài dòng 1, 2, 3, 4, thì tôi chỉ tóm tắt là có 3 cái loại xét nghiệm mà các chị cần phải nhớ. X quang dạ dày tá tràng thực sự nó rất ít có giá trị trong bệnh lý dạ dày tràng từ khi nội soi ra đời. Tôi nhớ là khi tôi học trường y thì lúc đấy là tôi học trường y là năm 85, 91, đó là chưa có nội soi. Thế mà mình các anh chị bây giờ không biết đi một tháng X quang của chúng tôi rồi tôi đi có một tháng X quang thôi, là một tháng X quang mà các anh chị tưởng tượng đọc đủ lại phim, từ phim này ra phim kia là không thể nào nhớ các thầy nói xong tôi hết. Thế lúc đó thì mình không nó quá tràn lan để các chị biết là tại sao chúng ta phải học cái này. Thì lúc đấy trong tay chúng ta có mỗi cái phim thôi, thì chúng ta biết nguyên tắc của cái chụp ở đại tràng là chúng ta phải đưa một cái lượng thuốc baric vào trong dạ dày để chúng ta phát hiện ổ loét. Như vậy cái ổ, như cái ổ loét làm sao phát hiện được, thì chúng ta hình dung cái ổ loét nó giống như một cái ổ gà trên mặt đường thẳng, đúng không ạ? Chúng ta cứ coi dạ dày chúng ta là cái mặt đường đi, mặt đường đại lộ kỳ năm gì đấy đi. Thế nếu mà tự nhiên xuất hiện ổ gà làm sao, thì cái baric nó sẽ đọng xuống, đúng không ạ? Đọng xuống đấy thì đương nhiên là nó phải tồn tại trên tất cả các phim, kể cả phim ép từ đôi chúng ta xuất hiện ổ đọng thuốc. Và có hai phương pháp chụp, hoặc là chụp dạ dày cản quang thông thường hoặc là chụp với quang kép. Thì chúng ta nhìn thấy đây là một cái ổ đọng thuốc, ta nhìn thấy đây là một cái ổ đọng thuốc, chính là một cái ổ gà trên mặt đường đây. Chúng ta nhìn thấy đây, khi mà chúng ta nhìn đây là một cái ổ đọng thuốc. Và khi nhìn giữa hình ảnh nội soi và hình ảnh X quang, chúng ta sẽ thấy rằng là gì? X quang khi mà phát hiện được thông thường là quá muộn, các chị thấy không ạ? Trên nội soi nhá, cái ổ loét nó to bằng ngón nửa này. Đây, nó to như thế này mà cái ổ loét này thông thường nó là ung thư rồi. Thì trên X quang thì tẹo này. Thế nên các chị tưởng tượng là ổ loét mà nó bé tí như qua nội soi thì trên X quang thì bỏ sót rất là nhiều. Và đấy, ổ loét mà nó bỏ sót thì còn đỡ, nhưng mà ổ ung thư mà nó bỏ sót thì khổ. Chúng ta nhìn thấy đây là một cái ổ đọng thuốc và có hình ảnh quy tụ niêm mạc. Nội soi là một phương pháp có độ nhạy và độ đặc hiệu cao nhất. Có độ nhạy và độ đặc hiệu cao nhất để làm để xét nghiệm phát hiện vi khuẩn HP. Giá trị của nội soi thì có thể phát hiện được ổ loét, vị trí, hình dáng. Tại sao tôi sẽ nói là này? Bởi vì này, nội soi là dùng một cái ống soi mềm và chúng ta nhìn được thấy ổ loét. Và nếu mà thực sự cái điều mà tôi nghĩ rằng là trong hàng
anh chị bây giờ là phải 700-800 người đúng không ạ? Thì không phải các anh chị nào cũng sẽ làm ở các bệnh viện lớn, hoặc là có thể các anh chị đi trong các ngành khác nhau, hoặc ra trường rất nhiều anh chị làm chỉ dược viên hoặc các nơi. Nhưng mà tôi nói rằng là chính cái nội soi là cái mà để làm cho tôi muốn về làm tiêu hóa. Tức là khi chúng tôi ra trường hầu như mình không khái niệm mình định làm ngành gì cả, với tất cả các ngành đều mình đều không biết gì. Nhưng khi bước chân đầu tiên mà vào đi học luân buồng nội trú, là cái khoa đầu tiên mà tôi đi chính là khoa tiêu hóa, và khi đấy mình nhìn đầu tiên thì cái máy nội soi thì mình rất là thích, bởi vì là cái lúc đấy nội soi nó còn ít lắm, nhưng mà như bây giờ đâu. Vì chính vì thế tôi theo đuổi được cái ngành này, là bởi vì đầu tiên thì cái máy soi thì trẻ con thích cái máy đấy quá, thì thế mình đi theo thôi. Nên là trong tất cả những cái gì các anh chị mà muốn theo một cái ngành gì đó, các anh chị phải có một cái điều ham thích. Có thể rất là vô tình nơi các anh chị tự nhiên thấy khi mà các anh chị khám với một bệnh nhân, mổ xong đến hết đau, thì có khi các anh chị thành cái thích thành ngành ngoại khoa, thì là chuyện khác. Như vậy chúng ta có rất nhiều cái con đường để chúng ta đi vào cái ngành mà chúng ta định thích. Như tôi chẳng hạn, tôi thấy rằng là cái mà đưa tôi vào được bệnh và tiêu hóa theo đuổi bây giờ chính là vì cái máy nội soi. Thế đầu tiên mình nhìn đến cái máy nội soi là mình rất thích, mình rất tò mò tại sao nó có thể xoay và nhìn được cái dạ dày. Chúng ta nhìn thấy đây, thế chúng ta, bởi vì các anh chị không phải là những người làm về tiêu hóa, thì các anh chị biết là thứ nhất, ví dụ như tôi thì tôi có thể nhìn thấy ngay được rằng đây là ổ lết, thứ nhất là vị trí, đây là ổ lết, là hang vị phía bờ cong nhỏ, đây là ổ lết hành tá tràng, đây là ổ lết hành tá tràng. Các anh chị thì bảo là cô em nhìn này em chẳng biết cái phần nào là cái hành tá tràng ở đây, cái điều đấy cũng chẳng có gì đâu, ra trường đa khoa xong các anh chị cũng chẳng biết cái phần nào ở đây, không gì thắc mắc cả. Thôi giờ tôi đọc một chút sau nó ở vị trí nào rồi. Thứ nhất là vị trí, tức là người ta có làm ở soi nên biết, ví dụ như đây là cái đèn soi là cái quạt ngược, đây là ổ lết ở vùng thân vị phía mặt trước, phần thân vị phía mặt trước, và đây là có cả ổ lết thân vị phía mặt sau. Như vậy qua nội soi chúng ta biết được vị trí ổ lết ở vùng thân vị, hang vị, trình vị. Thứ hai là kích thước ổ lết. Kích thước ổ lết chúng ta nhìn sơ bộ kích thước ổ lết. Thứ hai là gì, chúng ta sẽ biết là ổ lết sâu hay ổ lết nông. Như hai ổ lết này chúng ta nhìn thấy đây là ổ lết sâu đúng không ạ, ổ lết sâu. Ổ lết này thì đang hình sẹo, hai ổ lết này đang hình sẹo. Chúng ta như tôi đọc có thể nhận thấy ngay với chị, đây là ổ lết ở hang vị phía bờ cung nhỏ, nó có xuất huyết tiêu hóa, nó có cục máu đông ở đây. Đây là chúng ta nhìn thấy đây ổ lết này chạm đang hình sẹo, ở đây ổ lết dạng salami. Ổ lết dạng salami có đặc điểm là gì, ổ lết này nó rất là nông, thế nhưng mà ổ lết rất là nông và bệnh nhân đau rất là dữ dội, nhưng mà dùng thuốc cực kỳ khó, thì ổ lết nó không liền được, phải dùng thuốc rất là mạnh, nó khó hơn rất nhiều so với những ổ lết. Ổ lết này nhìn thấy sâu nhưng mà dùng thuốc thì nó giảm triệu chứng rất là nhanh, nhưng ổ lết này dùng thuốc rất là khó. Các xét nghiệm khác mà tôi nói đấy chính là gì, là xét nghiệm chúng ta phải làm công thức máu để xem bệnh nhân có thiếu máu hay không, và chúng ta làm các xét nghiệm vi khuẩn để tìm HP. Chúng ta nhìn thấy cái hình này có gì đặc biệt không ạ? Theo các anh chị tại sao tôi đưa cái hình ảnh này vào? Tìm HP cho khó. Cái hình ảnh này chúng ta có bán không? Tất nhiên tôi không bán cái sóng khuẩn. Nhưng mà đang biết là cái sóng khuẩn, nhưng tại sao tôi lại đưa cái hình ảnh này vào? Cái này là một cái hình ảnh tôi rất muốn nhấn mạnh là gì? Cái sự chú ý rất là nhiều của bệnh học và tiêu hóa, tức là tất cả các nhà khoa học để nhìn dùng cái kính lúp để rõ được cái vai trò vi khuẩn HP, tức là nói lên cái vai trò vi khuẩn HP trong quản lý dày lá tràng. Nên chúng ta thấy các nhà khoa học mặt mũi giãn nở ra để nhìn cái con vi khuẩn này xem bằng vai trò vi khuẩn này trong quản lý dày lá tràng như nào. Thế các test mà để làm vi khuẩn tìm HP, chúng ta biết là cái vi khuẩn HP là nó là một cái sóng khuẩn mà nó nằm ở trên lớp niêm mạc. Như vậy sẽ có hai phương pháp để phát hiện, tức là chúng ta phải bấu cái mảnh sinh tiết này ra. Thì bắt buộc chúng ta phải làm gì? Phải làm nội soi, bấu mảnh sinh tiết này ra để chứng minh có vi khuẩn. Mà có đại xét nghiệm thứ hai là khi mà có xác nhận vi khuẩn vào người thì sao? Chúng ta sẽ xuất hiện kháng thể, và như vậy chúng ta làm một test huyết thanh và hàm tìm kháng nguyên trong phân. Những cái xét nghiệm xâm phạm, tức là những xét nghiệm mà sử dụng có nội soi, và xét nghiệm mà không xâm phạm, tức là không nội soi. Tại sao xâm phạm? Tại vì đưa cái máy qua họng và máy vào dạ dày người ta để không phải ai cũng chịu đựng được nhá. Tôi soi dạ dày cho rất nhiều những cái sinh viên. Tôi ngại nhất là soi cho sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai, bởi vì tại sao? Vào soi thì rất hớn hở, và cô soi cho em ngay. Bệnh nhân mình rất đông, bao giờ mình ưu tiên sinh viên. Nhưng nhiều lúc sinh viên cũng rất là không biết ý này.
khi bạn đã đưa vào thì nguyên tắc là chúng tôi bao giờ ưu tiên nhân viên y tế, nhưng phải ưu tiên trong trường hợp có thể. Vì một khi rất nhiều mình đang phục vụ bệnh nhân, những người già, những người ta đang có bệnh nhiều hơn thì không thể chen ngang với những người đấy được. Thế là tôi đang đợi soi cho cái cô, soi cho mấy bệnh nhân già, không có cô phải soi cho em. Thế là mình bảo thôi, để là nhân viên ưu tiên, nhân viên ưu tiên vào, của soi phát thì cô khóc nức nở rồi. Lúc này soi cô khóc, bố cô giải ra xong cũng làm sao, xong rồi ra khóc nở với một cậu bạn, tôi đoán chắc là cậu bạn trai, khóc mãi, xong đến lúc hôm sau, xong là đến lối và mấy y tá ra phụ cho tôi, tôi bảo là thế chị Ánh làm gì với nhà sinh viên, mà sinh viên khóc nức nở, khóc phải đến một tiếng hồ vẫn không xong rồi cái soi. Nhớ tức là những cái cô trẻ trẻ này soi là xúc động kinh lắm, mà những cái bà già khi tiêm cầm máu xong bán chẳng làm sao cả. Thì cái xét nghiệm xâm phạm, mỗi một xét nghiệm nó có giá trị về độ trẻ và độ nghiệm hơn. Ví dụ này, cái xét nghiệm chủ yếu người ta dựa vào cái vi khuẩn HP là có chứa một lượng lớn menorrhagia, nó có tác dụng phân hủy ure có trong môi trường, tạo thành NH4 và HC3-. Khi mà người ta đo cái lượng NH4 và NHC3- thì người ta sẽ biết xem là cái mảnh tiết có vi khuẩn hay không. Đây các bạn, đây là xét nghiệm test ureagia, là người ta sẽ qua nội soi dạ dày, người ta xin kết người ta đưa một cái mảnh tiết vào trong môi trường. Môi trường có chất chỉ thị pH, thế là bình thường cái môi trường này có màu vàng. Khi giả sử cái mảnh tiết chúng ta nhúng vào mà nó có vi khuẩn thì nó sẽ bài tiết ra menorrhagia và sẽ bài tiết, nó sẽ phân hủy ure có trong môi trường, tạo thành NH4. NH4 tạo ra sẽ làm gì? Nâng cao pH và sẽ làm thay đổi chất chỉ thị màu từ màu vàng sang màu hồng cánh sen, để chứng tỏ vi khuẩn có HP. Và cái xét nghiệm này là xét nghiệm rất là đơn giản và có thể thực hiện ngay tại phòng khám, nó tương đối là rẻ tiền. Tuy nhiên trong cái xét nghiệm này có một điều kiện là cái độ nhạy và độ đặc hiệu của nó hơi bị thấp. Bởi vì sao? Khi mà nó phải trên 10-5 vi khuẩn thì mới phát hiện được cái lượng thay đổi chất tiền màu. Như vậy nếu bệnh nhân sau điều trị thì không nên làm vi khuẩn HP. Cái xét nghiệm mà để dùng để phát hiện HP sau khi điều trị là làm test thở, tức là người ta dựa vào cái lượng HC3- thổi ra chúng ta qua được thở. Khi mà bệnh nhân đầu tiên thổi vào trong cổ ống, người ta đo lượng khí CO2 ra qua cái máy này, sau đó người ta nuốt vào viên thuốc có chứa carbon 13. Nếu giả sử dạ dày bệnh nhân này có chứa vi khuẩn HP, nó sẽ phân hủy carbon phóng xạ, người ta đo cái lượng carbon phóng xạ ra, người ta sẽ phát hiện được vi khuẩn có trong dạ dày bệnh nhân. Một cái xét nghiệm nữa là xét nghiệm test, là xét nghiệm mô bệnh học. Người ta sẽ nhuộm dân xa hoặc là nhuộm bạc để phát hiện xem là có vi khuẩn HP, có vi khuẩn HP hay không. Thì chúng ta biết ở đây, chúng ta nhìn qua những dân xa thì chúng ta nhìn thấy cái sóng khuẩn màu lông này. Thế và đây là nhuộm bạc, chúng ta nhìn thấy rõ hơn. Thực ra cái nhuộm bạc nó chỉ khác với cả nhuộm dân xa một chút, là trên này thì các anh chị nhìn thấy lờ mờ, của chúng này thì cái màu đen nó rõ hơn thôi, chứ không có khác gì nhau cả. Một cái test huyết thanh là test kháng nguyên tìm trong phân, nó cũng giống như cái làm thử thai thôi, tức là nếu một bạch thì nó là âm tính mà hai bạch thì nó là dương tính thôi. Tuy nhiên là nó nhớ là xét nghiệm và huyết thanh để phát hiện HP thì thông thường chỉ làm trong điều tra dịch tễ, bởi vì là xét nghiệm huyết thanh dương tính với HP chỉ có giá trị là chứng minh là bệnh nhân đã có một thời kỳ nào đó nhiễm HP. Còn bây giờ khi bệnh nhân đã được điều trị diệt trừ HP ra khỏi cơ thể chưa là chúng ta không chứng minh điều đó. Vì vậy là cứ bệnh nhân nào mà có lên tính mà anh chị điều trị là không được, bởi vì người ta điều trị xong rồi không còn vi khuẩn nữa. Còn cái xét nghiệm kháng nguyên trong phân thì ở trên các xét nghiệm nghiên cứu thế giới thấy rằng là với xét nghiệm hơn trong phân thì cái độ nhạy và độ hiệu cao tương đương với cả test thở. Không hiểu sao vào Việt Nam thì cái xét nghiệm kháng nguyên trong phân thì độ nhạy và độ hiệu rất thấp. Không hiểu sao, tôi chưa hiểu là do nhập cái gì đó, nhưng mà chúng ta vì vậy ta không làm nhiều. Chúng ta sang phần nữa là phần biến chứng. Biến chứng chúng ta nhìn thấy đây ạ. Biến chứng sẽ nó có biến chứng một là gì? Ổ loét ăn gì? Ăn thủng vào động mạch. Ăn thủng vào động mạch và sẽ gây nên gì? Huyết tiêu hóa. Một cái biến chứng thứ hai là gì? Là chúng ta sẽ thấy là thủng dạ dày. Thứ ba là biến chứng gì? Hẹp môn vị. Trước đây khi thời tôi còn học là gì? Thời tôi còn học cho đến cách đây khoảng 2 năm thì người ta vẫn cho rằng là còn một biến chứng nữa là biến chứng ung thư. Cái gì nhớ chắc chắn là các anh chị vẫn có nghe thấy. Thế nhưng mà lúc đấy người ta vẫn còn tranh cãi là loét mà ung thư là ung thư. Một cái phương hướng thứ hai là loét dạ dày lâu ngày rồi dị sản là thành một cái thành thư. Lúc đấy hai cái trường phái này vẫn cãi nhau không ngừng. Lúc đấy ý kiến riêng của tôi thì vẫn tôi cho rằng loét là loét, ung thư là ung thư, bởi vì ung thư nó không có thể loét, nó không phải loét mà chúng ta xin thiết cũng phát hiện ra thôi. Sau đó là chứng minh rằng loét là loét và ung thư là ung thư, nên không có liên quan gì loét dạ dày.
dày mà lâu ngày mới thành thư, vậy người ta bỏ biến chứng tiêu hóa đi. Biến chứng tiêu hóa là một biến chứng thường gặp nhất và thông thường gặp ở người già, do bệnh nhân dùng thuốc chống viêm đông sốt huyết bị viêm nhiễm của người dân trong máu hoặc bên ngoài thân đen. Và đây là cái sơ đồ phân loại Forest. Chúng ta nhìn thấy rằng Forest 1A là ổ loét ăn thủng và ổ loét. Ổ loét ăn thủng và động mạch và gì máu khu nền tia. Đây là 1A đúng không ạ? Đây cái tia máu này nhá. Ổ loét 1B là gì? Ổ loét đang chảy dỉ dài. Chúng ta nên nhìn ổ loét. Nhìn đây là ổ loét. Nó sao? Nó dỉ dài đây. Máu nó dỉ dài. Ổ loét 2A là ổ loét đã có giảm mạc và đáy nó có một cái điểm mạch tăng độc. Ổ loét 2B là gì? Là ổ loét nó có một cục máu đông. Còn 2C nữa. Tuy nhiên người ta chỉ quan tâm đến 2B là tại sao? Bởi vì tất cả những cái loại trên này là gì? Cần phải can thiệp qua nội soi. Còn gì? Ở dưới thì chúng ta sẽ không can thiệp qua nội soi nữa. Tại sao chúng ta phải làm phức tạp cái vấn đề để chúng ta nhớ cái phân loại Forest để làm cái gì? Tại sao các nhà khoa học lại phải làm như vậy? Bởi vì này, cái phân loại Forest có ý nghĩa là phát hiện phân loại bệnh nhân nhanh chóng thì bệnh nhân nào cần phải can thiệp nội soi. Thứ hai là người ta tiên lượng cái mức độ Forest tiêu hóa tái phát. Khi mà thông thường với 1A thì lại tái phát của nó thì khoảng 45-50%. Thủng là biến chứng hay gặp thứ hai và cũng hay gặp ở người già. Họ dùng thuốc chống viêm đông huyết và chủ yếu là bệnh nhân triệu chứng thủng cái thủng rộng rỗng huyệt, đau bụng dữ dội và đột ngột. Biến chứng nữa là hẹp môn vị. Chủ yếu là bệnh nhân nôn ra thức ăn và chưa tiêu hoặc thức ăn ngày hôm trước. Chúng ta đi sang phần khó nhất của bệnh lý đại tràng, chính là phần điều trị. Phần này rất là khó bởi vì nó khác hẳn với cái bài áp xe gan, nó chỉ có loanh quanh hai cái thuốc, còn ở đây có rất nhiều thuốc. Và khi nào dùng thuốc gì thì các anh chị phải nắm rất rõ. Bệnh lý đại tràng chủ yếu là một cái bệnh điều trị nội khoa. Chúng ta có thể dùng thuốc ức chế bài tiết axit, thuốc trung hòa axit bảo vệ tế bào, thuốc diệt trừ HP và trong nhiều pattern dùng thuốc chống viêm virus. Và chúng ta điều trị phẫu thuật khi mà bệnh nhân biến chứng hoặc điều trị nội khoa thất bại thôi. Chúng ta đi vào nhóm thuốc đầu tiên là các nhóm thuốc ức chế bài tiết axit. Thì nhóm đầu tiên mà chúng ta hay dùng đấy là cái nhóm trung hòa axit. Trung hòa axit thành phần chủ nó có nhôm và magie, nó có tác dụng giảm đau rất tốt. Tuy nhiên liền với rất kém. Tức là nếu các anh chị chỉ dùng riêng cái thuốc trung hòa axit và điều trị rất là chậm thì hiệu quả liền vết của nó là khoảng dưới 30%. Tuy nhiên nó có một ưu điểm là liền vết rất là nhanh. Sau ăn, dùng lâu dài nó sẽ có tác dụng phụ khá là nhiều. Nhóm thuốc thứ hai là nhóm anti-H2. Nhóm anti-H2 là có tác dụng ức chế receptor của tế bào thành dạ dày và làm giảm bài tiết axit. Chúng ta nhìn ạ. Đây là cái bệnh tế bào thành của dạ dày. Tế bào thành của dạ dày. Thì cái nhóm anti-H2 chúng ta sẽ nhìn thấy đây là nó sẽ tác dụng giảm bài tiết axit khoảng 40-60% các trường hợp thôi. Thế và nhóm này thông thường dùng một lần trong ngày trước khi đi ngủ. Và nhóm thứ ba trong nhóm ức chế bài tiết axit chính là gì? Nhóm ức chế homotone có tác dụng giảm bài tiết axit do ức chế vào men H cộng K cộng ATP. Chúng ta nhìn đây nó chính là ức chế cái men này. Vì vậy nó gần như là ức chế ở giai đoạn cuối cùng của cái bài tiết axit, cái men PPI, tất cả các PPI nó sẽ tác dụng vào cái đoạn này và cái men này, và đây là cái cửa ngõ cuối cùng là gì, cái bài tiết H cộng ở trong dạ dày. Như vậy đây là cái ức chế bài tiết axit mạnh nhất. Còn chúng ta biết là cái trung hòa axit, cái nhóm ăn tiết hai thì nó tác động ở những cái cơ chế này, các cụ thể đấy chúng ta H2 ở đây, thì như vậy nó sẽ chỉ ức chế cái bài tiết được khoảng axit khoảng 40-60% thôi. Còn nhóm bảo vệ tế bào như thế nào? Nhóm bảo vệ tế bào thì chúng ta sẽ thấy là đây, chúng ta nhìn thấy đây. Nhóm bảo vệ tế bào là cái nhóm sucralfate, bismuth, tôi sẽ nhìn đây. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây là các cái nhóm PPI nó có tác dụng là giảm đau và lấy vết rất là nhanh. Đấy là các nhóm trung hòa bài tiết axit. Nhóm thứ hai là nhóm bảo vệ tế bào. Chúng ta sẽ nhóm bảo vệ tế bào chính là nhóm sucralfate hoặc bismuth. Cơ chế tác dụng của nó là gì? Thứ nhất là làm tăng bài tiết chất nhầy.
hoặc là làm tăng bài tiết HC3 trừ, như vậy tạo thành một cái lớp trắng phủ để mà tức là tăng yếu tố bài vậy, hoặc là tác động qua prostaglandin để sẽ làm gì, làm tăng hiện tượng bài tiết chất nhầy lên thành viên trộm chất bảo vệ tế bào. Thì các thuốc bảo vệ tế bào là sucralfat, thì chúng ta sẽ thấy như phần trên cái mô hình tôi đã nói, tức là tác động thông qua tổng hợp prostaglandin và kích thích bài tiết HC3 trừ của chất nhầy, đúng không ạ? Đây, nhóm sucralfat là sẽ tăng bài tiết chất nhầy và HC3 trừ, đồng thời là chúng ta sẽ thấy là tăng nhóm bảo vệ. Thế nhóm một nhóm nữa prostaglandin thì chúng ta là giảm tổn thương lớp niêm mạc và tăng khả năng sửa chữa. Tuy nhiên cái nhóm prostaglandin để ít dùng thì sao, nó cũng là tác động phụ là gì, nó co cơ tử cung, cái tiền dược của nó cytotech. Thì tôi là chúng ta nhớ là những cái cô mà những cái cô thiếu niên ở cô là những cô gái trẻ mà muốn phá thai, người ta hay mách nhau là cái dùng cytotech để người ta tăng co bóp tử cung để bên phá thai. Vì vậy chính cái tác động phụ này nên là gì, nên là sẽ gây nên hiện tượng tống thai ra ngoài. Vì vậy người ta do tác dụng co cơ tử cung gây quá nên người ta không ít dùng được prostaglandin nữa. Còn một cái nhóm thuốc bảo vệ tế bào thứ ba chính là nhóm bismuth. Bismuth thì cơ chế tác dụng của nó chưa rõ, tuy nhiên bismuth này chỉ được các nước châu Á và Mỹ họ không được dùng, còn Pháp thì họ không cho phép sử dụng bismuth bởi vì là nó có tổn thương lên não. Cái điều này các chị bắt buộc làm thuộc thôi, nhưng không làm nào tôi chẳng ra gì nói cơ chế tác dụng rất đồ, còn làm sao mà các chị nhớ các chị bỏ cuộc thôi. Chúng ta đi vào phần, chúng ta chỉ đi vào phần hai phần chính là lết dạ dày do HP và lết dạ dày do dùng thuốc chống viêm gan virus thôi, còn những phần lết dạ dày khác thì chúng ta không đi vào. Với lết dạ dày do HP thì bắt buộc chúng ta phải diệt trừ cái phần HP. Thì chúng ta nhìn trong sách giáo khoa nhé, là có rất nhiều phác đồ, thì chúng ta nhớ nhanh nhất cho tôi là thế này. Phác đồ gọi là phác đồ chuẩn đấy, với bệnh nhân lựa chọn lần đầu tiên chúng ta sẽ dùng một nhóm PPI, một thuốc PPI cộng với nhóm C là gì, clarithromycin, A là gì, amoxicillin. Như vậy chữ L này chính là lansoprazole và O là omeprazole. Như vậy chúng ta nhớ duy nhất là gì, một PPI cộng với gì, với cả hai kháng sinh là clarithromycin và amoxicillin. Trong trường hợp phác đồ ba thuốc thất bại, bắt đầu các anh chị sẽ thêm phác đồ bốn thuốc. Lúc đấy chúng ta sẽ thêm vào nhóm là nếu bệnh nhân trước đó dùng clarithromycin, các chị sẽ chuyển sang metronidazole hoặc tetracin hoặc bismuth. Trong trường hợp mà loét do dùng thuốc chống viêm virus thì nếu có thể được các chị nên dùng thuốc chống viêm virus, ví dụ người ta chỉ cảm cúm đau khớp rất là ngắn hạn thôi thì chúng ta nên dùng, chúng ta ngừng và chúng ta dùng PPI. Trong trường hợp mà bệnh nhân bắt buộc phải dùng, tiếp tục dùng thuốc chống virus, chúng ta vẫn phải dùng liều PPI. Và khi chúng ta điều trị nội khoa thất bại thì lại nội khoa điều trị thất bại rất là thấp, bởi vì thuốc mạnh ra đời chúng ta có thể phẫu thuật cắt đoạn dày hoặc phẫu thuật dây 10 kèm cũng lưu. Chúng ta sẽ nghỉ 10 phút, chúng ta sang bài thứ 3 là bài C.